video với này bắt đầu hướng dẫn các bạn skip logo này, trước tiên chúng vào đây này. Đấy, sau chúng ta vào nhấn vào logo này, ta chọn một cái logo muốn skip này, remove nó ra này. Rồi sau khi đã remove thì nó sẽ có biểu tượng cái mất cái nozzle ở đây đi rồi nhá, thì chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn vào vết hết, ta chọn vào cái nozzle vừa remove ra là vết. Ok, yes, vậy là đã vết hết rồi nhá. Đấy, chúng ta muốn bỏ cái thì ra cũng nhấn vào đây bỏ nó ra đấy, trở về đây. Chúng ta muốn gắn nozzle lên thì chúng ta chọn vào đây, nhấn vào đây, chọn vào cái nozzle vị trí đầu tiên này, in tát nó vào. Xong, đã gắn được con nozzle lên rồi, đây lại full nozzle rồi. Thì bây giờ muốn kíp nozzle, kíp liệu thì ta sang mục này, nhấn vào đây, được chưa? Ta chọn cái feeder cần kíp và chúng ta nhấn skip. Đấy, ta muốn kíp con nào thì ta nhấn con đó. Đấy, kíp. Ta muốn bỏ nó ra thì ta nhấn vào đây, bỏ nó phát là xong. Ok, vậy là xong rồi. Đấy, thế thôi không nhỉ?